Vâng, xin mến chào tất cả các bác. Trước mặt các bác đây là một cấu hình ca kê gồm 4 dòng sản phẩm trị giá là 15.300.000. Và trung tâm sẽ quay gần lại để các bác tìm hiểu chi tiết nhé. Sản phẩm đầu tiên đó là một em đẩy liền vang, có model là Tamashi Pro và sử dụng là 12 sò Toshiba nhập khẩu. Phải nói là giao diện cực đẹp. Một bên là điều chỉnh mic, có đèn báo sáng nhá, điều chỉnh mic to nhỏ, và một bên là to nhỏ của music. Sử dụng là 12 sò Toshiba các bác nhá. Và có cả USB ở đây, bắt sóng Bluetooth các bác nhá. Bắt sóng Bluetooth các bác ấn vào đây. Và ở đây là có cắm USB để các bác chọn những bài hát sẽ cắm vào đây. Model là FX350. Đặc biệt là echo phải nói là cực kỳ mềm dẻo, hát quê rất chi là ngọt ngào. Đây là hàng mới nguyên hộp và chế độ bảo hành là được 1 năm. Sản phẩm thứ hai đó là một em nâng tiếng TC, model là CP900 Pro. Sản phẩm thứ ba đó là một đầu mic không dây đến từ thương hiệu Vina KTV, có model là S500XMAX. Sản phẩm chính hãng của Vina, tay nắm màu đen bạc, hát có rất nhẹ, rất bay, với hai cần anten bắt sóng cực khỏe các bác nhé. Một sản phẩm thứ tư thì đó là một cặp loa đến từ thương hiệu BMB, cặp loa hàng bãi, sử dụng là một bát 25, phải nói là rất đẹp luôn, nón hàng xịn sò, bao zin bao xịn các bác. Sử dụng là một bát 25 và chạy bằng 2 chép, trông rất hâm mộ các bác nhá. Đưa ra những tiếng bát, tiếng chép đánh cực kỳ là mềm mại, tiếng bát đánh sâu lắng. Và đây là e căng thì trung tâm đã tháo ra các bác nhá, đẹp từ e căng đến thân thùng các bác nhá, xịn sò. Thì cũng không cần quảng cáo nhiều về em BMB, có model là CSV450C này, được sử dụng là chạy 8 ôm và đạt công suất 500W trên một loa các bác nhá, 500W trên một loa. Và bây giờ thì trung tâm sẽ test lên một bản nhạc để các bác nghe đánh giá chất âm nhá. Các bác có tai phone thì hãy đeo tai phone vào nhá, nhạc lên này. Dạ vâng, phải nói là rất chi là ngọt ngào các bác nhá, rất ngọt ngào luôn. Và bây giờ thì trung tâm sẽ hát một đoạn karaoke để các bác nghe đánh giá chất âm. Và các bác nào muốn sở hữu một cấu hình gồm 4 dòng sản phẩm rất xịn sò, có giá là 15.300.000 thì alo cho bên trung tâm bên em nhá, với số điện thoại là 0325004686. Nhạc to lên các bác nhá.
D6 về. D khi phố nhỏ lên đèn chìm dần trong đêm, lành bước chân đơn bóng đường trần, mà lòng tái tê xa vắng bóng về, men đắng ngào cho vơi những thương đau, em đã bỏ xa rồi từ ngày em đi. Thành phố xưa như quên mất nụ cười, từ ngày em đi mây gió gọi về, những đêm trường như tan tóc tiểu hiu, em còn nhớ những ngày xưa. Trời khuya gió mưa trăng tàn trên lối nhỏ, mình vui suốt đêm thâu nay gác nhỏ xa rồi, chỉ còn ta thôi về với ta trên suốt nẻo trầm, mà đường chân ai hay cay đắng đọa đầy. Này đã xa khuất tầm tay, dạ vâng, phải nói là một cấu hình giao kê trước mặt các bác đây đã đưa ra những chất âm phải nói là rất chi là ngọt ngào, sạch sẽ. 15.300.000 với 4 dòng sản phẩm các bác nhé. Các bạn quan tâm thì alo cho bên em với số điện thoại là 0325 004 686, địa chỉ 192 đường Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Trụ, Vĩnh Tiên, Hà Nam. Và các bác nào lần đầu tiên xem video hãy đăng ký vào nút đăng ký màu đỏ bên dưới, nút bấm mình của chuông bên cạnh, các bác sẽ nhận được những video sớm nhất. Và cuối cùng xin được cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.